trời hồng ân, hãy giữ lấy cả một mùa xuân, Chúa thương ban cho người thế trần. Một lần ta đi từ thiền thanh, thì đời ta có hòa hạnh phúc, nguồn bình an tràn chứa đời ta. Chúng con thể nơi đây trần tràn thiên la, chúng con thể nơi đây để ta ơn thiên chúa. Có bao than năm mong chờ, ngày xưa thánh thần vô bờ, giờ cùng nhau bên chúa. Trái tim vừa chán là đến yêu muôn đời.
nhạc huyền mơ. Một bài thơ chiều mê ngân tình được nét đơn sơ. Hân hoan lời cùng hân hoan lời cùng ngỡ một tên mưa bao biển hắn cho muôn thế hắn cho muôn thế. Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Ở cùng cha. Cùng với lời chúc bình an trong Đức Kitô, chúng con hân hoan gửi đến quý Đức Cha và quý khách, quý linh mục và tu sĩ, quý anh chị em giáo dân, lời chào trân trọng trong tình huynh đệ hiệp thông với Đức Kitô. Anh chị em rất thân mến trong Chúa Kitô, qua ngôn sứ Ezekiel, Thiên Chúa đã hứa: đây chính ta sẽ chăm sóc chiên của ta. Lời hứa đó đã thành hiện thực khi Thiên Chúa gửi con một của người là Đức Giêsu Kitô đến với loài người. Khi Đức Giêsu Kitô đến, người đã khẳng định người là một tử nhân lành của đoàn chiên Thiên Chúa và xác định một tử nhân lành không phải là kẻ chăn thuê, không chăn chiên vì lợi lộc, song chăn dắt đoàn chiên
vì yêu thương, không cướp lấy mạng sống của chiên, song hy sinh mạng sống vì chiên, để chiên được sống và sống dồi dào. Đức Giêsu Kitô đã gọi và chọn Phêrô và các tông đồ cộng tác vào việc chăn dắt đoàn chiên của Thiên Chúa. Người dạy các ông hãy dẫn dắt đoàn chiên với tình yêu của người mục tử nhân lành, một tình yêu hiền lành và khiêm nhường, đồng cảm và khoan dung, quảng đại và hy sinh đến cùng. Trong dòng lịch sử của Hội Thánh trong 2000 năm qua, Thiên Chúa không ngừng chọn và đặt những mục tử cho đoàn chiên của Người để tiếp tục sứ vụ Chúa Giêsu đã trao cho các tông đồ. Trong thánh lễ hôm nay, trước hết chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã ban cho cộng đoàn dân Chúa có thêm một vị mục tử là Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, Bộ Phúc Âm Hóa các dân tộc, nhà nước Việt Nam, cùng tất cả mọi người, mọi tổ chức đạo đời đã tạo điều kiện cho giáo phận thành phố Hồ Chí Minh có một vị giám mục phụ tá cùng chúng tôi gánh vác trách nhiệm yêu thương và phục vụ để cho mọi người được sống và sống dồi dào. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đến hiệp ý tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban tràn đầy Thánh Thần là nguồn suối tình yêu cho các mục tử trong Hội Thánh, cách riêng cho Đức Tân Giám Mục Giuse, để các vị có đủ sức tiếp nối sứ vụ yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô trên quê hương đất nước thân yêu của chúng ta ngày nay. Giờ đây để xứng đáng cử hành thánh lễ, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để cho mọi người được sống và sống dồi dào. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô là vị mục tử nhân lành đang ở bên hữu Chúa Cha để chuyện cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã ban cho Hội Thánh những vị mục tử để tiếp tục sứ mạng lãnh đạo dân Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và trên thánh dưới thế. Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì
dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là mục tử hằng hữu, Chúa luôn ân cần cai quản đoàn chiên của Chúa. Hôm nay Chúa đã muốn cho tôi tớ Chúa là linh mục Giuse Vũ Duy Thống được gia nhập cộng đoàn các giám mục. Chúng con này xin Chúa ban cho người biết lấy đời sống thánh thiện, tỏ ra là chứng nhân chân chính của Đức Kitô ở mọi nơi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah mà chúng ta sắp nghe nói đến sứ mạng của người được Thiên Chúa tuyển chọn trong việc loan truyền tin mừng của Ngài cho những người nghèo khó. Bài trích sách tiên tri Isaiah: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa và ngày báo thù cho Thiên Chúa chúng ta, an ủi tất cả những kẻ mang tang chế và dẫn dắt họ lên Sion. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thánh Phaolô trong thư gửi cho Timôthêô mà chúng ta sắp nghe nhắc đến những nhiệm vụ của vị thủ lãnh trong việc phục vụ cộng đoàn mà Chúa trao phó. Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho Timôthêô. Con thân mến, con hãy nêu gương cho các tín hữu trong lời nói, cách ăn nết ở, trong đức ái, đức tin và đức thanh khiết. Cho tới khi cha đến, con hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo và dạy giáo lý. Con chớ quên lãng ân sủng trong con, là ơn đã ban cho con bởi lời tiên tri cùng với việc đặt tay của bậc lão thành. Con hãy suy ngẫm những sự đó, hãy để tâm đến các việc ấy, để mọi người đều thấy rõ con đã tiến tới. Con hãy thận trọng giữ mình và giữ lấy giáo lý, hãy kiên trì trong những việc ấy, vì khi con làm như vậy, con sẽ cứu lấy chính mình con và những kẻ nghe lời con. Đó là lời Chúa. Dân tộc thì thống trị họ, và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế, trong các con ai muốn làm lớn thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người. Đó là lời Chúa. Giờ đây là nghi thức phong chức giám mục. Nghi thức gồm ba phần.
giới thiệu vị tiến chức, đặt tay và lời nguyện phong chức. Cuối cùng, vị tân giám mục sẽ nhận các biểu tượng diễn tả chức năng mục tử của mình trước khi cử hành nghi thức phong chức. Xin mời cộng đoàn đứng để chúng ta nài xin ơn Chúa Thánh Thần. Giám mục sẽ được giới thiệu với Đức Giám mục Chủ Phong. Kế đó, Giám mục Chủ Phong sẽ hỏi sắc phong của Tòa Thánh và yêu cầu công bố cho toàn thể dân Chúa. Xin mời cộng đoàn ngồi. Thưa cha đáng kính, Hội Thánh Công giáo là mẹ thỉnh cầu cha phong linh mục Giuse Vũ Duy Thống lên chức giám mục. Người anh em có tông xác không? Thưa có. Vậy hãy đọc lên. Giờ đây chúng ta cùng lắng nghe tông xác của Tòa Thánh về việc phong chức giám mục cho linh mục Giuse Vũ Duy Thống. Khi kết thúc tông xác, xin cộng đoàn đáp tạ ơn Chúa. Tông xác Gioan Phaolô, giám mục đầy tớ của các đầy tớ Thiên Chúa, gửi lời chào và ban phép lành Tòa Thánh cho con yêu dấu Giuse Vũ Duy Thống trong hàng giáo sĩ của Tổng giáo vận thành phố Hồ Chí Minh và là giáo sư Đại chủng viện giáo vận cho đến nay, được chọn làm giám mục phụ tá giáo vận này với tước hiệu giám mục Tortibulano bởi hiền huynh đáng kính Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục giáo vận thành phố Hồ Chí Minh, đã xin cùng tông tòa một giám mục phụ tá để lo liệu cách thích hợp hơn cho lợi ích thiêng liêng của tín hữu mình. Bộ phụ âm hóa các dân tộc đã đề nghị cha chọn con, hỡi con yêu dấu, vào chức vụ này vì con là một linh mục giàu nhân đức, có nhiều khả năng đáp ứng sự mong đợi của mọi người. Đề nghị trên đây đã được đệ trình lên cha vào chính ngày hôm nay bởi hiền huynh đáng kính của cha, Hồng Y, Tổng trưởng Bộ Phúc Âm Hóa các dân tộc. Chuẩn y đề nghị này, cha đặt con làm giám mục phụ tá giáo vận thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời làm giám mục hiệu tòa Tortibulano với tất cả quyền lợi và các nghĩa vụ gắn liền theo giáo luật với chức vụ giám mục và nhiệm vụ trên. Cha cho phép con được tấn phong ngoài thành Roma do bất cứ giám mục công giáo nào theo các luật phục vụ, nhưng trước hết con phải tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành với cha và với những đấng kế vị cha trước mặt bất cứ giám mục nào còn liên hệ với Tòa Thánh và gửi đến bộ đã nói trên những công thức đã được áp dụng. Sau cùng, hỡi con yêu dấu, cha khuyên con hãy làm tròn bổn phận được giao phó trong tình thương huynh đệ
với Đức Tổng Giám mục đáng kính Tổng Giáo vận thành phố Hồ Chí Minh, sẵn sàng phục vụ Ngài và các tín hữu của Ngài, luôn chăm lo việc rao giảng tin mừng và đời sống cầu nguyện như là nơi nương thân vững chắc nhất. Xin Đức Trinh Nữ Maria Diệu Hiền, Mẹ và Nữ Vương các Tông Đồ từ trời giúp con làm tại Roma, nơi Đền Thánh Phêrô, ngày 4 tháng 7 năm Chúa Giáng sinh 2001, năm 23 đời Giáo Hoàng của Cha Gioan Paulo Đệ Nhị. Ta chị em thân mến, xin anh chị em hãy lưu ý, người anh em chúng ta đây sắp được cất nhắc lên bậc quan trọng như thế nào trong hội thánh. Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã được Chúa Cha sai đến để cứu chuộc nhân loại. Chính Người đã sai 12 tông đồ đi khắp thế gian để sau khi đã được tràn đầy sức mạnh thánh thần, các ngài rao giảng phúc âm, quy tụ muôn dân vào một đoàn chiên thánh hóa và cai quản họ, để nhiệm vụ này tồn tại đến ngày tận thế. Các tông đồ đã chọn những vị phụ tá, và nhờ việc đặt tay, các ngài đã truyền thông cho các vị ấy hồng ân Chúa Thánh Thần đã lãnh nhận từ nơi Đức Kitô. Và nhờ việc đặt tay mà sự viên mãn của bí tích truyền chức được trao ban. Như vậy, trải qua các thế hệ, truyền thống nguyên thủy được bảo tồn nhờ việc kế vị liên tục của các giám mục, và sự nghiệp của Đấng Cứu Thế được lưu truyền và tăng triển cho tới thời đại chúng ta. Chính Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã được tấn phong làm thượng tế đến muôn đời, đang hiện diện giữa anh chị em trong vị giáo mục được các linh mục vây quanh. Vì trong thừa tác vụ của giáo mục, chính Đức Kitô không ngừng rao giảng phúc âm và ban phát các mầu nhiệm đức tin cho các tín hữu. Nhờ nhiệm vụ hiền phụ của giáo mục, chính Đức Kitô gia tăng sáp nhập các chi thể mới vào nhiệm thể của Người. Chính Người dùng sự khôn ngoan hiền đức của giám mục mà dẫn dắt anh chị em trên đường lữ thứ trần gian tiến về nơi vĩnh phúc. Vậy, với tấm lòng biết ơn và hân hoan, anh chị em hãy đón nhận người anh em chúng ta đây mà với tư cách giám mục chúng tôi nhận vào đoàn chúng tôi bằng việc đặt tay. Anh chị em hãy kính trọng Ngài như thừa tác viên của Đức Kitô và như vị ban phát các mầu nhiệm Thiên Chúa. Ngài được ủy thác việc làm chứng cho chân lý phúc âm cũng như phục vụ thần trí và công lý. Anh chị em hãy nhớ lời Đức Kitô phán cùng các tông đồ rằng: ai nghe các con là nghe Thầy, và ai khinh chê các con là khinh chê Thầy, mà ai khinh chê Thầy là khinh chê Đấng đã sai Thầy. Còn hiền đệ thân mến, là người được Chúa tuyển chọn, hiền đệ hãy tâm niệm rằng hiền đệ đã được chọn giữa loài người và được đặt lên vì loài người mà lo việc thuộc về Thiên Chúa. Bởi lẽ chức giám mục và danh từ chỉ công tác, chứ không phải chỉ danh dự, và vị giám mục phải phục vụ công ích hơn là cai trị. Và theo huấn lệnh của Thầy Chí Thánh, ai làm lớn phải trở nên như người nhỏ, ai quyền cao chức trọng phải trở nên như tôi tớ. Hiền đệ hãy rao giảng trong lúc thuận lợi cũng như nghịch cảnh, phải hết lòng kiên nhẫn và dùng giáo lý mà khiển trách dạy dỗ.
trong kinh nguyện và trong hy lễ cầu cho dân chúng mà Chúa trao phó cho hiền đệ. Hiền đệ hãy ân cần kêu xin Đức Kitô ban dồi dào ân sủng thiên hình vạn trạng do nguồn thánh đức viên mãn của người, trong giáo phận được ủy thác cho hiền đệ. Hiền đệ phải là người phân phát, quản lý và trung thành bảo vệ các mầu nhiệm của Đức Kitô. Hiền đệ đã được Chúa Cha tuyển chọn để cai quản gia đình của người. Hiền đệ hãy luôn luôn nhớ đến vị mục tử nhân lành, người biết các chiên của người, người không ngần ngại thí mạng sống vì đoàn chiên. Tất cả những người Thiên Chúa đã trao phó cho hiền đệ hãy yêu thương họ bằng một tình thương hiền phụ và huynh đệ, nhất là các linh mục và phó tế là những người đồng phận với hiền đệ trong thừa tác vụ của Đức Kitô, và cả những người nghèo khó, bệnh tật, những lữ khách và ngoại kiều. Hiền đệ hãy khuyên bảo các tín hữu cộng tác với hiền đệ trong việc tông đồ và sẵn lòng lắng nghe họ. Còn những ai chưa gia nhập đoàn chiên duy nhất của Đức Kitô, hiền đệ hãy lo lắng tới họ bất chấp nhọc nhằn, kể họ như những người được gửi gắm cho hiền đệ trong Chúa. Trong hội thánh công giáo được kết hợp bằng dây đức ấy, hiền đệ đừng bao giờ quên rằng hiền đệ đã được liên kết chặt chẽ với gia mục đoàn, khiến hiền đệ hằng phải bận tâm lo cho tất cả các giáo đoàn và sẵn lòng tiếp cứu những giáo đoàn nào cần sự giúp đỡ. Vậy hiền đệ hãy quan tâm đến toàn thể đoàn chiên. Chúa Thánh Thần đặt hiền đệ vào trong đó để hiền đệ điều khiển hội thánh. Nhân danh Chúa Cha mà hiền đệ thể hiện hình ảnh của người trong hội thánh. Nhân danh Chúa Con của người là Đức Giêsu Kitô mà hiền đệ thi hành nhiệm vụ của người là thầy, là tư tế và là mục tử. Và nhân danh Chúa Thánh Thần là đứng ban sự sống cho hội thánh Kitô và là đứng dùng sức mạnh của người mà nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta. Giờ đây, trước khi lãnh nhận chức giám mục, vị tiến chức phải công khai nói lên quyết tâm của mình trước những nhiệm vụ sắp được trao phó. Xin mời vị tiến chức tiến đến trước giám mục chủ phong. Theo định chế cổ kính của các thánh giáo phụ, người sắp thụ phong giám mục phải được chất vấn trước mặt dân chúng về quyết tâm bảo vệ đức tin và chu toàn nhiệm vụ. Vậy hiền đệ thân mến, hiền đệ có muốn chu toàn cho đến chết nhiệm vụ đã được các tông đồ ủy thác cho chúng tôi và sẽ thông truyền cho huynh hiền đệ cùng với ơn Chúa Thánh Thần do việc đặt tay của chúng tôi không? Thưa muốn. Hiền đệ có muốn luôn luôn trung thành rao giảng phúc âm của Đức Kitô không? Thưa muốn. Hiền đệ có muốn giữ gìn kho tàng đức tin cho tinh tuyền và toàn vẹn đúng theo truyền thống đã được bảo tồn mọi nơi mọi đời trong hội thánh ngay từ thời các tông đồ không? Thưa muốn. Hiền đệ có muốn xây dựng nhiệm thể Đức Kitô, hội thánh của người và cùng với hàng giáo mục chúng tôi luôn luôn sống hiệp nhất với người dưới quyền của đứng kế vị thánh Phêrô tông đồ không? Thưa muốn. Hiền đệ có muốn trung thành bày tỏ lòng dân phục đứng kế vị thánh Phêrô tông đồ không? Thưa muốn. Hiền đệ có muốn như người cha thân ấy cùng với các người phụ tá là các giám mục và phó tế chăm sóc và dẫn dắt dân thánh Chúa vào con đường cứu độ không? Thưa muốn. Hiền đệ có muốn vì danh Chúa
tỏ lòng nhân từ và tử tế đối với người nghèo khó, lữ khách và tất cả những người túng thiếu không? Thưa muốn. Hiền đệ có muốn như người mục tử tốt tìm kiếm các chiên lạc và quy tụ chúng về đoàn chiên của Chúa không? Thưa muốn. Hiền đệ có muốn luôn luôn cầu nguyện cùng Thiên Chúa toàn năng cho dân thánh và chu toàn cách hoàn hảo nhiệm vụ thượng tế không? Thưa muốn. Nhờ ơn Chúa giúp con muốn. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi hiền đệ. Giờ đây trong tâm tình thiết tha phần nguyện, chúng ta nài xin các thánh chuyển cầu cho vị tiến chức trong sứ mạng sắp được trao phó. Xin mời cộng đoàn đứng, vị tiến chức phụ phục. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện để Thiên Chúa toàn năng là đứng quan phòng cho lợi ích của giáo hội, lấy lòng nhân từ ban ơn rộng rãi cho vị tiên chức này. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Thánh Maria đứng mẹ Chúa Trời. Cầu cho chúng con. Thánh Michael. Tây Gia, cầu cho chúng con. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, cầu cho chúng con. Thánh Andrê, cầu cho chúng con. Thánh Gioan, cầu cho chúng con. Thánh Nữ Maria Magdalena. Antiochia, cầu cho chúng con. Thánh Augustino, cầu cho chúng con. Thánh Benedicto, cầu cho chúng con. Thánh Francisco và Domenico, cầu cho chúng con. Thánh Anton, Hasio, cầu cho chúng con. Thánh Francisco Xavier, cầu cho chúng con. Thánh Ngàn Phong, cầu cho chúng con. Thánh Nữ Teresa, cầu cho chúng con. Các thánh tử đạo Việt Nam, cầu thánh nam nữ của Thiên Chúa, cầu cho chúng con. Xin Chúa tỏ lòng khoan dung. Xin Chúa lưu trợ chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin Chúa lưu trợ chúng con khỏi phạm tội lỗi. Xin Chúa lưu trợ chúng con
nhiệm Chúa làm người. Xin Chúa cứu chữa chúng con. Vì Chúa chịu chết và sống lại. Xin Chúa cứu chữa chúng con. Vì Chúa ban Thánh Thần xuống. Xin Chúa cứu chữa chúng con. Chúng con là kẻ có tội. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương cai trị cùng gìn giữ hội thánh. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương gìn giữ đức thánh cha cùng các phẩm trần hội thánh trong tinh thần đạo đức. Xin Chúa nghe lời chúng con. Lạy Đức Giêsu, con Thiên Chúa hằng sống. Xin Chúa nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô, xin nghe lời chúng con. Kitô xin nhầm lời Chúa con. Lạy Đức Kitô xin nhầm lời Chúa con. Lạy Chúa, xin đoái thương nghe lời chúng con khẩn nguyện. Xin mở rộng nguồn hồng ân tư tế cho tôi tớ Chúa đây, mà tuôn tràn đầy trên tôi tớ Chúa phúc lành linh nghiệm của Chúa. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời cộng đoàn ngồi. Vị tiến chức đứng. Giờ đây là nghi thức chính yếu của bí tích truyền chức. Nghi thức này bao gồm việc đặt tay và lời nguyện phong chức. Cử chỉ đặt tay nói lên việc thông ban thánh thần và lời nguyện thánh hiến làm cho người được tuyển chọn tham dự vào sứ mạng mục tử lãnh đạo của Chúa Kitô. Thank you.
đoàn đứng. Lạy Cha là Thiên Chúa và lạy Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Cha là Cha nhân từ, là Thiên Chúa mọi nguồn an ủi. Cha ngự trên trời cao thẳm và đoái nhìn xuống chúng chốn thấp hèn. Cha thấu suốt mọi sự trước khi chúng được tác thành. Cha đã dùng lời ân sủng mà ban bố các quy tắc trong hội thánh. Từ nguyên thủy, Cha đã tiền định cho dòng dõi những người công chính phát xuất từ Abraham. Cha đã thiết lập những vị thủ lãnh và tư tế, và không để thánh điện Cha thiếu người phục vụ. Từ khi sáng tạo thế gian, Cha đã muốn được tôn vinh nơi những người Cha đã tuyển chọn. Và giờ đây, xin Cha tuôn đổ trên vị tiên chức này thần lực phát xuất từ nơi Cha là Thánh Thần, thủ lãnh mà Cha đã ban cho con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô. Và chính Đức Kitô lại ban cho các thánh tông đồ các vị này thiết lập hội thánh mọi nơi như một thánh điện Cha để tôn vinh và ca tụng Cha muôn đời. Lạy Cha là Đấng thấu suốt mọi tâm hồn, xin ban cho tôi tớ Cha đã tuyển chọn lên chức giám mục biết chân dắt đoàn chiến thánh của Cha và thực hành chức thượng tế trước mặt Cha cách hoàn hảo. Khi phục vụ Cha đêm ngày, ngõ hầu tôi thơ Cha luôn bày tỏ dung nhan hiền từ của Cha và tuyên dâng lễ vật của hội thánh Cha. Xin Cha ban cho tôi tớ Cha nhờ sức mạnh của Thánh Thần được lãnh nhận quyền thượng tế tha tội theo lệnh truyền của Cha, đồng thời biết phân phát các ân huệ theo mệnh lệnh của Cha và thao gỡ mọi xiềng xích theo quyền năng Cha đã ban cho các tông đồ. Xin cho tôi tớ Cha biết xếp sống đẹp lòng Cha khi tiến dâng lên Cha hương thơm dịu ngọt với tâm hồn hiền lành và trong sạch. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha, nhờ người mà vinh quang, quyền lực và vinh dự đều quy về Cha, cùng với Chúa Thánh Thần trong hội thánh từ bây giờ và cho đến muôn đời. Amen. Xin mời cộng đoàn ngồi. Vị tân giám mục đứng. Giờ đây, sau lời nguyện thánh hiến, vị tiến chức đã trở nên giám mục của Chúa. Ngài sẽ nhận các biểu tượng diễn tả vai trò mục tử trong cộng đoàn dân Chúa. Trước hết, vị tân giám mục sẽ được sức dầu trên đầu và nhận sách phúc âm như dấu chỉ của sự thánh hiến và quyền giáo huấn. Xin Thiên Chúa là Đấng đã cho hiền đệ tham dự vào chức thượng tế của Đức Kitô tuôn đổ trên hiền đệ chất dầu quyền nhiệm
và lấy ơn phúc thiêng liêng dồi dào làm cho hiền đệ được nên phong phú. Phúc âm và hãy rao truyền lời Chúa trong tinh thần nhẫn nại và hiểu biết. Giờ đây vị tân giám mục sẽ nhận nhẫn giám mục là biểu tượng lòng trung tín và sự kết hợp với giáo hội như bạn trăm năm. Hiền đệ hãy lãnh nhận chiếc nhẫn ấn tín của đức tin với đức tin nguyên tuyền làm trang sức. Hiền đệ hãy gìn giữ vị hiền thê của Thiên Chúa là hội thánh được vẹn toàn. Vị tân giám mục sẽ nhận mũ mitra và gầy mục tử để chỉ phẩm chức của người lãnh đạo và tư cách của vị mục tử trong nhiệm vụ sắp được trao phó. Hiền đệ hãy lãnh nhận chiếc mũ này và làm cho ánh sáng thánh thiện rực lên nơi hiền đệ, để khi vị thủ lãnh các mục tử xuất hiện, hiền đệ xứng đáng lãnh nhận triều thiên vinh quang bất diệt. Hiền đệ hãy lãnh nhận chiếc gậy này, dấu hiệu nhiệm vụ chủ chân, và hãy chú ý đến